Xin chào các bạn, mình đã hoàn thiện xong. Đây là chiếc xe Exciter 150 nha. Độ billet Kenzo S700 Pro các bạn. Đặc biệt là anh khách hàng này, anh không thích chơi mắc quỷ vào vòng thiên thần. Anh không thích chơi màu các bạn nha. Đó, ok, anh thích chơi ánh sáng thôi ha. Và mình đã canh cho cái ánh sáng chuẩn nha các bạn. Nói chung là dòng xe Exciter 150 xài bóng thường, bóng halogen này thì mình nói chung là rất là dễ lắp đặt. Và điều đặc biệt là ánh sáng sẽ cho ra cốt thật và pha thật 100% ha, không cả ánh sáng nha. Đây là billet cũ của ảnh nè, đây là billet GetBG 2.0 ha, làm trước mình là 2 năm trước nha, vẫn còn xài ngon lành các bạn. Nói chung là ảnh xài thì ảnh khen luôn các bạn ha, vẫn còn xài ngon lành luôn đó. Ok, và ảnh qua đây thì ảnh nâng cấp lên S700 Pro thì nói chung là phiên bản này rất là cao cấp. Rồi Basin anh em, hàng chính hãng Kenzo luôn ha. Đó, Basin nữa ha. Rồi ok, mở code tí xíu nữa đây thì mình sẽ thử ánh sáng thực tế, các anh em đón xem nha, ánh sáng thực tế nha. Cốt 73W, pha 83W ha. Đây là billet Kenzo S700 Pro các bạn nha. Đó, ok, tắt cái màn. Thì anh chơi là chó mới luôn các bạn. Đây là chó mới luôn nha, chó mới hãng luôn. Mới hãng thì giá 550 các bạn. Cái chó này không, 550 rồi đó. Rồi, ok ha. Vaccine thì làm bên đây luôn. Và mình mua cho ảnh những cái ốp đầu đồ nè. Đó, vaccine là mình không luôn. Và chiếc xe đỏ bên phải thì cũng lên billet Kenzo S700 Pro luôn, đang thi công luôn các bạn. Đó, đang thi công luôn. Đó, ok ha. Đang canh đèn chưa lắp hoàn thiện đâu các bạn. Rồi ok, cảm ơn anh em. Các bạn ơi, phía trước đây là ánh sáng thật của billet Kenzo S700 Pro ha. Lắp cho chiếc xe Exciter 150 nha các bạn. Đó, anh trai này ở Trà Vinh. Đó, Trà Vinh lên luôn các bạn ha. Và đây là mình test ánh sáng thực tế nha. Các bạn đang thấy ở điểm cốt thì hiện tại bây giờ tầm khoảng 5 giờ rưỡi hơn thôi các bạn. Nói chung là cũng vừa sập tối nha. Đó, ok, pha em luôn nè. Pha này các bạn, đó, ok ha, tắt luôn. Đó, rất là đỉnh luôn ha các bạn. Đó, anh trai này ủng hộ mình là 2 xe rồi các bạn nha. 2 xe rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ quay, các bạn thấy những cái xe dòng xe phổ thông lưu thông qua lại không? Đó, ok ha, đây là ánh sáng đèn zin đó, đèn xe zin đó. Và ánh sáng đèn của mình nè. Ok, quá đỉnh luôn ha. Rồi, pha. Quá đã luôn các bạn ơi, pha của billet Kenzo S700 Pro thì cực kỳ khủng nha. Hai chip LED ốp RAM là các bạn, trợ pha rất là mạnh ha. Rồi, tắt pha mày luôn, tắt đèn luôn, bắt xin ban ngày, bắt xin luôn. Ok ha, rồi, code lên. Rồi, ok, rất là đẹp. Cảm ơn anh trai ở Trà Vinh đã ủng hộ shop nha. Đó, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn.